Và thưa quý vị, đây chính là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, Dụng Quang Nho, đội trưởng của U23 Việt Nam vừa mới giành chiếc cúp vô địch của giải U23 Đông Nam Á. Đầu tiên là chúc mừng bạn một hành trình quá tuyệt vời. Hãy nói ngay về trận chung kết vừa qua trước đối thủ Thái Lan, một đối thủ rất là khó khăn. Chúng ta đã giành chiến thắng. Thì các em nghĩ là vào tới trận chung kết rồi thì mình phải làm được một cái gì đó dành được cho quê hương và cho các bạn không may bị dính Covid. Trước trận đấu thì em cũng hơi sung quá, như muốn được thi đấu quá, thì em có gọi hai bạn qua là ba người đá tiền vệ nên là bóng này là mày lên rồi tao lót cho mày rồi mày qua là nó bịt kín hết. Nói chung là bên Thái Lan cũng đá giống sơ đồ của mình, nên mà mình chỉ cần di chuyển hợp lý như thế thôi là mình sẽ phá được những bóng nhỏ của nó. Nó sẽ đá bóng dài lên là mình có anh Việt ở dưới thì bóng hai là của anh em mình. Thì lúc vào trận thì mới đầu thì anh em thì chưa đồng bộ lắm, là vẫn còn những tình huống là để cho người ta thóc pressing đấy. Bị đội Thái Lan có những quả tình huống phản công hoặc là triển khai bóng rất là tốt. Cầu thủ số 12 đi qua hết và trước mặt em là em nhìn nó thấy là nó sút thì em kêu là thôi, tình huống này nó đứng ở đây, em đứng ở đây em nhìn rất rõ, nhưng mà không may sao bóng lại đi trúng cột dọc ạ. Xong tình huống đó thì em rất là vui tại vì mình đã thoát một bàn thua trống bánh. Thực sự là với những gì bạn đã thể hiện thì người ta vẫn nói rằng là Quang Nho như là một người không phổi trở lại sau Covid mà có thể chạy liên tục 90 phút như thế. Em đá trận đấu đó thì em cũng không nghĩ là em lại bị Covid mới xong. Có một mấy bạn Đông Timor trao giải xong á thì nó bảo: "Ê number 6, ê thằng số 6, mày có mới vừa bị Covid xong không đấy?" Thì em mới bảo là có, tao vừa bị xong. Xong nó bảo cơ sao mày vừa bị xong mà mày đá khỏe thế. Tức là họ bất ngờ với cái thể lực của em luôn. Dạ, không có bất ngờ, ai cũng bất ngờ. Chiến thắng đó có thể nói là một sự đền đáp quá ngọt ngào cho cả một hành trình đầy khó khăn của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vừa rồi. Trong hành trình đó, đâu là lúc mà bạn cảm thấy rằng là mệt mỏi nhất, khó khăn nhất? Sợ nhất là cái trận Đông Timor, vì còn đúng 13 người cầu thủ thi đấu. Nếu mà mất thêm một người nữa là không đủ thì sẽ bị loại, sẽ bị sự thua 3-0. Tại vì lúc đó thì rất là thấy tội các anh em. Tại vì em tưởng là mới đầu em tưởng là đá hết 90 phút rồi kia thôi, nhưng mà đá ở đây là đá hết 120 phút thì cái tinh thần của anh em thì không bao giờ từ bỏ, thì thấy rất là tội và cũng thấy rất là vui tại vì có thủ môn vào chơi thì cảm thấy rất là buồn cười, vừa vui mà vừa buồn ấy, kiểu là vừa vui mà vừa tội anh em ấy. Em có ở nhà em có nói chuyện với thằng bạn bị Covid cũng là thủ môn ấy, em bảo là ôi tao sợ thằng Điệu vô nó quen nó đá bọng lên nó lại bay lên nó kêu buông tao, nó chụp cái tay lại thì thôi. Cuối cùng thì chiến thắng đã tới, đó là một niềm vui vỡ òa. Đây là đội trưởng Quang Nho đang cách ly và xem đồng đội đá luân lưu. Không quên chỉ bài cho đồng đội. Bên phải đó, bên này đây, bên này đây, bên này đây, bên này đây. Yeah! 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 Việt Nam vô địch! Yeah! Vừa Covid xong mà đã hét to thế. Thôi kệ, đang vui hết nhỏ đi vậy. Yeah! Việt Nam tôi đó! Việt Nam tôi! Phải nói là một nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong giải đấu vừa qua, đó chính là những cổ động viên. Trận đấu nào cũng vậy, tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam át hẳn các cổ động viên của các đội khác. Thi đấu bên Campuchia thì cảm giác của tụi em này giống như là thi đấu ở Việt Nam, vì cổ động viên rất là đông, có cổ động viên đi tầm 60-50 cây tới cổ vũ. Cổ động viên đã cổ vũ hết mình như thế thì sao mình lại trên sân lại không chiến vì các cổ động viên? Và bây giờ hãy nói về những mục tiêu của cá nhân bạn đi. Bạn là một trong những cái tên mà để lại rất nhiều ấn tượng trong giải đấu vừa qua. Mục tiêu tiếp theo của bạn sẽ là gì? Thì trước tiên thì nghĩ tới SEA Games thì em phải nghĩ tới phục vụ câu lạc bộ đã. Trong thời gian này em muốn dành hết toàn tâm cho câu lạc bộ và tập trung cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, tại vì em tới bóng đá Hải Phòng là từ tháng 7 năm trước, nhưng mà vì dịch là nên giải hoãn thì em không có một trận nào cho người hâm mộ của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng xem. thì em cũng thấy là mình hợp với mảnh đất này thì em cũng cố gắng hết sức. Nếu mà có cơ hội thì em sẽ không làm mọi người thất vọng ạ. Cảm ơn Quang Nho đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bạn sẽ sớm hoàn thành được những mục tiêu của mình.